Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Showbiz News. Chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng và niềm vui trong cuộc sống. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Triệu Lệ Dĩnh đã làm việc với 8 nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong giới thời trang. Vì sao lại vậy? Có một bài báo đã công kích cô, người hâm mộ lên tiếng để bảo vệ. Vàng 9, bạc 10, trong làng thời trang vẫn còn đó, những trang bìa tạp chí mới nhất vẫn là chiến trường của những đại hoa đán và tiểu hoa đán sau 8 năm. Người chiến thắng chắc chắn thu hút được sự chú ý. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh công bố bom tấn thời trang mới trên bìa tạp chí Thu Đông với phong cách dân tộc truyền thống, quý phái, thanh lịch và quyến rũ, song lại nhận được không ít lời chê bai. Có một bài viết trên trang Netbusiness với tiêu đề Triệu Lệ Dĩnh dù cố gắng lăn lộn trên các bìa tạp chí thời trang lớn, song các biểu cảm trong ảnh lại đê quý, đã trở thành chủ đề tranh cãi nóng bỏng. Khi Trần Mạn cho ra mắt bom tấn phong cách quốc dân của Triệu Lệ Dĩnh, cuộc tranh cãi thực sự đã nổ ra. Lúc này, nhiều cư dân mạng đã đăng bài soi mói con đường thời trang của Triệu Lệ Dĩnh trong những năm qua. Có nhiều ý kiến trái chiều, bảo vệ có, soi mói chỉ trích cũng có. Nhiều câu hỏi chất vấn, bạn muốn biết việc chụp ảnh của cô ấy khó khăn đến thế nào không? Tiếp theo là quá khứ hợp tác giữa 8 nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong ngành thời trang. Vì sao Triệu Lệ Dĩnh lại không có sự hợp tác ổn định vậy? Có người nói rằng, không phải đánh giá, chỉ cần xem thôi. Bài viết cho rằng, những bức ảnh cứng của các tạp chí khác nhau dọc đường đã bị trượt xuống và những bình luận nóng hổi trong khu vực tin nhắn đều là những câu hỏi từ tâm hồn. Bạn có nghĩ rằng đó có thể là vấn đề của con người không? Một tạp chí thời trang lớn mà không quan tâm đến việc lựa chọn một nhiếp ảnh thực sự phù hợp cho diễn viên. Quá nhiều người quay phim với một diễn viên sẽ không tạo ra sự đa dạng trong phong cách mà làm nên sự bất ổn. Dù là phong cách cổ điển hay thời trang phá cách, Triệu Lệ Dĩnh đã từng làm việc với 8 nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong ngành. Dưới ống kính của các nhiếp ảnh gia khác nhau, diễn xuất của cô ấy rất ổn định. Sự rất ổn định mà bài báo này nói được mô tả bằng một từ, đó là cứng. Bài báo viết, kể từ khi Triệu Lệ Dĩnh đăng báo lớn vào năm 2017, 5 năm nay cô ấy không điều chỉnh vấn đề này. Mỗi lần chụp ảnh đều không biết để tay chân vào đâu, cũng không biết mắt cô ấy biểu cảm gì. Bài báo cho rằng Triệu Lệ Dĩnh nên từ bỏ cái gọi là hàng hiệu cao cấp và đừng suy nghĩ về giá cả hoặc phương pháp cải thiện gu thời trang cao hơn. Hãy cố gắng tìm ra phong cách phù hợp với lộ trình của mình. Ví dụ, chiếc váy màu xanh sáng khi tham gia giải Kim Ưng năm 2020 không phải là tên tuổi, cũng không phải là hàng thiết kế riêng, kiểu dáng tổng thể khác xa với thời trang nhưng lại là phong cách ăn mặc được khen ngợi nhiều nhất của Triệu Lệ Dĩnh trong những năm gần đây. Các kiểu trang phục trên bìa tạp chí của Triệu Lệ Dĩnh trong thời kỳ này đều là những bộ váy có tên tuổi nhưng không hợp với cô ấy. Cô nàng càng mặc, cư dân mạng càng nổi loạn. Khi bài báo này đăng tải, người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh đã lên tiếng bảo vệ thần tượng của mình. Họ cho rằng bài viết này thể hiện sự ganh ghét, đố kỵ của một số kẻ với tài nguyên thời trang của Triệu Lệ Dĩnh. Họ cho rằng phong cách thời trang của Triệu Lệ Dĩnh đã có nhiều bước đột phá, từ ngọt ngào đến ma mị, quyến rũ, chất lượng. Tài nguyên thời trang dồi dào, tần suất xuất hiện trên bìa tạp chí là sự chứng thực cao cấp của Triệu Lệ Dĩnh. Bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ quan điểm ở phần bình luận nhé!